Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy thì mới về một sản phẩm mới. Thì Huy sẽ dành vài phút giới thiệu đến các anh chị và các bạn sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Đây là chiếc xe Toyota Innova Venturer số tự động được sản xuất vào năm 2019 nha các bạn. Thì Huy thông tin sơ bộ về chủ xe. Thì chủ xe này là chị Kiều ở Tân Châu, An Giang. Chị là chủ sở hữu của chiếc xe này ngay từ đầu. Thì tháng 8 năm 2019 thì chị có mua ở Toyota Ninh Kiều. Dạo này gia đình chị ít đi, ít sử dụng xe cho nên là chị mới bán lại cho bên Huy. Thì Huy sẽ quay sơ bộ cho các chị và các bạn xem về tình trạng ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe. Chủ xe giữ cũng khá là kỹ nha các bạn nha. Thì xe này về phần đăng ký và đăng kiểm thì đăng kiểm và quản lý đường bộ các bạn thì vẫn còn tới tháng 2 năm 2022 luôn nha. Còn rất là dài luôn. Rồi thì mình sẽ xem sơ lược về phần ngoại thất của xe và chất lượng của chiếc xe Toyota Innova Venturer này. Đây là phần đầu xe các bạn. Phần đầu xe thì được thiết kế mới so với những cái sản phẩm bản E hay là bản G. Phần ga lăng thì được thiết kế bằng nhựa bóng, rất là đẹp, nó là nổi chiếc xe lên. Cùng với đó là những cái nẹp mà chrome sáng bóng luôn, và một cái bộ border kit màu đen ở phía dưới. Hai bên thì có nẹp sima chrome, cho nên là nó tạo cho cái phần đầu xe một cái gì đó rất là trẻ trung và lịch lãm các bạn. Nó giúp cho cái Toyota Innova khoác lên mình một cái bộ đồ khác và cảm thấy nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Rồi về phần ngoại thất của xe thì nước sơn thì về phần sơn thì Huy thấy là chất lượng sơn rất là đồng đều từ phần capo, cản, về cửa thì hầu như là nước sơn còn green rất là nhiều nha các bạn. Và những chi tiết bằng nhựa cũng như là cụm đèn rất là sáng bóng và mới luôn các bạn. Thì điều này nói lên rất là nhiều thứ. Chủ xe đi giữ kỹ, cùng với đó là giữ xe và đậu xe trong mát rất là nhiều các bạn. Cho nên là về chất lượng của những chi tiết bằng nhựa cũng như là về phần vỏ xe đây các bạn, còn rất là tốt, không bị lão hóa. Và những chi tiết bằng nhựa đây giống như nẹp chân kính các bạn thấy ha, còn rất là mới và đẹp luôn, rất là mới và đẹp. Xe này thì chủ xe gắn phụ kiện cũng khá là nhiều, và những cái phụ kiện mà chủ xe gắn cũng rất là đắt tiền nha các bạn. Huy sẽ quay sơ bộ cho các anh chị và các bạn nắm về tình trạng của xe cũng như là một số các phụ kiện mà chủ xe gắn, che mưa, dán phim, rồi những cái ốp và tay nắm cửa mà chrome. Sơ bộ gầm cho các chị và các bạn xem luôn nha. Gầm còn nguyên bản, nguyên bản theo xe, mọi thứ còn rất là đẹp luôn. Xe này thì bên Huy đã kiểm tra để đã bảo dưỡng, kiểm tra 176 hạng mục. Xe thì bên Huy đã bảo dưỡng hết rồi, các anh chị và các bạn chỉ cần việc lái xe về và sử dụng thôi nha các bạn nha. Một chiếc xe sử dụng cho gia đình rất là tuyệt vời. Chủ xe cũ á, chị Kiều chị đi chỉ giữ rất là kỹ luôn. Hôm bữa thì bên Huy có xuống lấy xe thì chỉ đậu xe cũng như là trùm che chắn đồ rất là kỹ. Cho nên là về chất lượng của xe thì các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe nha. Xe thì có trang bị thêm cái phần nắp xăng mà chrome. Đây là phần đuôi xe. Các bạn có thể thấy được về cái màu sơn, về độ đồng đều màu sắc cũng như là khe hở của các chi tiết nha các bạn nha. Thì bên Huy là những sản phẩm bên Huy là luôn cam kết là xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Cho nên là mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Bên Huy cam kết bằng văn bản nha, có văn bản đàng hoàng. Chứ không phải là nói suông đâu nha các bạn. Đó, camera da. Yeah. Cảm biến da, có miếng ốp ở trên cái phần cản. Rồi sạc cua, vỏ sạc cua thì còn rất là dài, chưa chạm đất luôn nha các bạn nha.
Xe thì còn rất là đẹp các bạn, mới đi được có 27.000 cây số thôi, 2019 tháng 8 năm 2019 tới nay mới đi có 27.000 cây số, thì là một chiếc xe sử dụng cho gia đình đi không nhiều, cho nên là mình mua những chiếc xe này về mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí bảo hành tại hãng còn đầy đủ, cho nên là có bất kỳ những vấn đề gì liên quan đến vấn đề kỹ thuật, chất lượng của xe thì các anh chị và các bạn hoàn toàn có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra và bảo hành cho các anh chị, cho nên là không lo gì cả nha các bạn nha. Rồi sơ lược về phần ngoại thất thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn xem về phần nội thất bên trong để đánh giá chi tiết hơn về sản phẩm Toyota Innova Venturer này nha các bạn nha. Đây Huy mời các anh chị và các bạn xem về phần nội thất bên trong của xe. Xe này còn rất là đẹp, cho nên là nội thất bên trong thì Huy quay cho các chị và các bạn xem chi tiết về chất lượng nội thất bên trong của xe. Nó còn rất là đẹp. Ở bên trong vẫn còn mùi thơm của xe nha các bạn. Đó, ghế, tắp bi, mọi thứ còn rất là đẹp luôn. Trần, rất là sạch và mới nha các bạn nha. Thực sự là gia đình đi giữ kỹ, cho nên là chất lượng xe thì không chê chỗ nào được. Đây là vị trí để đồ nghề. Đồ nghề dường như chưa sử dụng lần nào hết các bạn. Đây về nội thất thì như Huy trao đổi thì rất là rộng rãi luôn. Phía sau này thì chúng ta có thể để đồ, nếu như mà dãy cuối mình không sử dụng thì mình treo lên như thế này, mình để đồ rất là thoải mái, gọn. Còn nếu như mà mình muốn để một cái ghế xuống thì ghế còn lại mình vẫn có thể treo lên như vậy và vẫn có thể để được đồ. Về Toyota Innova thì cái khoảng cách từ đầu của người ngồi với trần cũng như là cái khoảng để chăn với cái những cái vị trí ghế ở phía trước này các bạn, rất là thoải mái luôn, cực kỳ thoải mái, rộng rãi. Gia đình sử dụng mình đi với những cái cung đường dài, với cái hệ thống giảm xóc được cải tiến thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Và đặc biệt là đối với cái dòng của Toyota Innova này thì nó được bố trí hai dàn lạnh cùng với hai hệ thống điều khiển riêng biệt. Đó, đây ở phía sau thì chúng ta có thể thấy được là mỗi hàng ghế đều có hai cái cửa gió điều hòa. Đây là hai cửa gió điều hòa ở dãy giữa và ở dãy sau cũng có hai cái cửa gió điều hòa luôn. Thì khi mà bố trí nhiều cửa gió điều hòa cùng với là đây là cái bảng điều khiển của cái hệ thống điều hòa phía sau, thì người ngồi phía sau sẽ cảm nhận được cái lạnh, cái mát mẻ của hệ thống điều hòa rất là nhanh. Và đặc biệt là đối với cái dòng sản phẩm Toyota Innova này thì lạnh cực kỳ là sâu luôn nha các bạn, và lạnh rất là tuyệt vời luôn. Các chị và các bạn mà đã sử dụng xe ở miền Nam, khu vực thành phố Hồ Chí Minh như thế này thì thực sự là thời tiết nóng bức mà đi một chiếc xe mà hệ thống điều hòa như chiếc Innova này thì các anh chị và các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Ngoài hệ thống giảm xóc thì hệ thống cách âm của dòng Toyota Innova Venturer này đã được cải tiến rất là nhiều rồi, cho nên là cách âm cũng rất là tốt nha các bạn nha. Đó, cái này là cái khay để ly cũng như là cái tựa tay, nếu như mà đi hai người thì mình bật xuống mình có thể sử dụng được. Ở dưới sàn thì chủ xe đã lót sàn Simili cùng với một cái tấm lót chống dơ cho cái phần để chân. Còn cái này là cái khay để mình có thể để đồ ăn mình sử dụng này, để ly nước này, hoặc là mình để cái máy tính mình làm việc, rất là tiện lợi nha các bạn. Tắp bi đồ mọi thứ còn rất là đẹp luôn. Toyota Innova với rất là nhiều những cái ưu điểm, sự bền bỉ. Thực sự là các bạn mà chạy cái dòng xe của Toyota Innova này thì thực sự là bảo hành, về bảo hành thường là 3 năm 100.000 cây số, nhưng thực sự là bảo hành thì Huy thấy rất là hiếm.
rất ít khi mà bảo hành. Còn xe chạy mà khoảng 5-600 nghìn cây số thì động cơ vẫn nổ êm ru, khá là tuyệt vời. Đây, và đặc biệt là đối với chiếc xe Toyota Innova Venturer này thì chủ xe có trang bị thêm cho xe một cái loa súp này ở dưới ghế các bạn. Cái loa súp này nghe cực kỳ đã luôn. Các bạn mà mở xe lên đây có cái núm điều khiển, điều khiển cái âm lượng của loa súp này, nghe rất là đã luôn các bạn. Thì các bạn nào mà biết về cái loa súp thì các bạn có thể cảm nhận được về cái loa của Toyota là đã hay rồi, mà chủ xe còn nâng cấp lên một loa súp nữa thì tôi nghĩ là các bạn mà xem xe thì rất là thích luôn. Đây, xe bảo dưỡng tại hãng đó. Thì hiện tại thì xe này tới 30.000 cây số sẽ bảo dưỡng lại, nhưng mà xe lái về bên Huy thì bên Huy đã tiến hành kiểm tra cũng như là bảo dưỡng hết rồi, cho nên là các anh chị và các bạn chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Đây, đây là cái phiếu nhắc bảo dưỡng của khách bảo dưỡng ở thời điểm 25.000 cây số nha các bạn. Ok rồi, đây mình cho các bạn xem sơ lược về phần nội thất bên trong. Thì ở phía trên thì chủ xe có lót một cái tấm lót phát nhiệt cho phần táp lô này. Táp lô đây các bạn còn rất là mới. Đầu DVD Android có dẫn đường, có rất là nhiều những cái trang thiết, những cái tính năng hiện đại nhất của một cái đầu DVD Android. Hệ thống điều hòa thì xe này sử dụng hệ thống điều hòa tự động. Đây các bạn ha. Đó, cái chi tiết màu bạc là rất là đẹp. Còn về phần hộp số thì xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, chuyển số rất là êm dịu, có chế độ Eco và Power, chế độ chạy đường trường tiết kiệm nhiên liệu, chế độ vượt vượt tải hay vượt xe khác thì mình sử dụng nút Power. Đây là nút chống trơn trượt. Thì xe thì có những cái tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp cũng như là hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rất là nhiều những cái tính năng an toàn. Xe này thì được trang bị tới 7 túi khí luôn nha các bạn, 7 túi khí, cực kỳ an toàn, và là số lượng túi khí này rất là nhiều cho hành khách. Và những vị trí như những cái khung xương này thì được tăng cứng ha, được tăng cường cái những cái thanh thép cứng, cho nên là về cái khung xương cũng như hệ thống gầm của Toyota Innova bây giờ hiện tại là cải tiến được rất là nhiều nha các bạn, rất là nhiều. Về động cơ thì xe sử dụng động cơ 2.0 lít. Động cơ này cũng được nâng cấp thành động cơ mới rồi. Nó là hệ thống VVTi kép. Thì hệ thống này vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa tăng công suất của động cơ, và còn một điểm nữa là về cái lượng khí thải ra môi trường cũng được tối ưu rất là nhiều luôn. Toyota động cơ bền bỉ, với những cái tính năng rất là hiện đại như Toyota Innova Venturer này thì thực sự đây là một sản phẩm mà khách hàng nếu như có nhu cầu thì nên mua về sử dụng cho gia đình. Chiếc xe này chủ xe giữ rất là kỹ các bạn nha, rất là kỹ. Sau này về cái vấn đề, một cái ưu điểm của Toyota Innova này nữa là cái phần chi phí bảo trì bảo dưỡng rất là rẻ, và sau này các anh chị sử dụng 10, 12 năm thì các anh chị muốn thay thế phụ tùng gì đó cũng rất là dễ dàng, phụ tùng kiếm ở đâu cũng có, và giá trị bán lại của một chiếc xe Toyota Innova thực sự là giữ giá rất là tốt trên thị trường luôn nha các bạn, rất là tốt luôn. Vì cái chất lượng xe sau khoảng 5-10 năm đồ thì chất lượng xe sẽ còn rất là tốt, cho nên là các chị và các bạn bán thì giá nó sẽ rất là cao. Rồi thì Huy thông tin một số những cái thông tin cũng như là về tình trạng của xe cho các anh chị và các bạn nắm. Thì sản phẩm này hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 790 triệu. Các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu sản phẩm này. Sản phẩm thì vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay, lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ 5.99% thôi nha các bạn nha. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ. Và hiện tại thì bên Huy cũng về rất là nhiều những cái sản phẩm xe qua sử dụng. Thì các chị và các bạn nào có nhu cầu
về sản phẩm nào thì vui lòng để lại comment ở bên dưới, hoặc là đăng ký lên kênh để khi có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các chị và các bạn xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ.